X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi. Xin chào các khán giả của channel, tiếp tục review những cái mẫu đồng hồ rất hấp dẫn đang được bán tại X-Watch. Thì ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái mẫu đồng hồ thuộc thương hiệu đồng hồ Orient. Mẫu đồng hồ này có mã hiệu đó là RAAK0401L10B. Qua cái nhìn đầu tiên thì các bạn có thể thấy đấy là một cái mẫu đồng hồ mà nó theo thiên hướng tương đối là mạnh mẽ. Đấy, toàn bộ phần case cũng như là cái phần dây này của nó này thì đều được làm từ thép không gỉ 316L, nhìn rất là mạnh mẽ luôn. Và cái điểm mạnh mẽ thứ hai khi chúng ta nhìn vào trong cái phần dial này, chúng ta cũng sẽ thấy đó là kim giờ, kim phút cũng như là các cặp số thì được làm rất là to bản, kèm theo đó là dạ quang siêu sáng luôn, giúp cho các bạn có thể nhìn vào trong bóng tối nó trở nên tốt hơn. Và có một cái đặc điểm nữa đó là trên cái mặt số, mặt dial của đồng hồ này nó sẽ có hai cái ô small second. Đấy, từ góc 9 giờ đến góc 11 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch thứ. Đó, và cái ô lịch thứ này thì chúng ta sẽ chỉnh rất là dễ dàng bằng việc là chúng ta xoay xuôi theo chiều kim đồng hồ như này. Đấy, chúng ta sẽ vặn ra một nấc nhé. Đó, còn ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có một ô lịch ngày, chúng ta sẽ vặn ngược lại như này thôi. Đấy, thì ô lịch ngày nó sẽ quay như này. Các bạn thấy không? Đó. Rồi còn ở góc 4 giờ đến góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có ô lịch 24 giờ. Đấy, và để chỉnh được ô lịch 24 giờ này thì chúng ta sẽ phải chỉnh như thế này. Đấy. Đây, ví dụ như thế này chẳng hạn, thì đây là 11 giờ 5 phút ban đêm, hay gọi với một cái cách gọi khác đó là 23 giờ 5 phút. Đấy, thì cái ô này nó chính là cái ô lịch 24 giờ, cũng là một cái điểm gì đó rất là hay. Và khi mà mình kéo hết cái núm này ra để chỉnh giờ thì các bạn có thể thấy đó là cái kim dây nó đã dừng lại rồi, và cái đồng hồ này nó có dừng kim dây chỉnh giờ hacking stop. Thêm nữa đó là nó cũng sẽ có lên cót tay luôn nhé. Đây, chúng ta ấn vào như này, chúng ta sẽ lên cót tay như này. Và đặc biệt nữa là cái việc lên cót tay này nó rất nhẹ nhàng luôn. Thực sự là mình rất thích cái đồng hồ Orient ở cái chỗ là cái lên cót tay của nó rất nhẹ, rất thoải mái luôn. Đấy, và có một cái điểm nữa đó là cái núm vặn này của nó này thì cũng là núm vặn an toàn luôn. Đấy, núm screw down. Đấy, chúng ta sẽ kéo lên như này. Đấy, thì là nó sẽ khóa lại để cho cái đồng hồ của chúng ta nó thể khám nước được tốt hơn. Và thêm một cái điểm nữa đó là cái việc khóa như này thì cũng sẽ giúp cho trẻ em nó đỡ được nghịch linh tinh vào đồng hồ của chúng ta. Ok, quay trở lại với mặt số của đồng hồ thì sao? Thì hơi đáng tiếc một chút, đó là cái mặt số của đồng hồ này nó lại chỉ là kính cứng thôi nha các bạn nhé, chứ không phải là kính sapphire. Nhưng mà được cái là cái kính cứng ấy thì nó cũng sẽ có một cái độ chịu lực cũng rất là tốt rồi. Cái size mặt của đồng hồ này nó sẽ rơi vào khoảng 42,5mm. Và với 42,5mm ấy, thì mình thấy là nó sẽ tương đối lớn so với cả cổ tay của đại đa số người Việt Nam. Đấy, thì cũng là một cái điểm trừ nữa. Đấy, nhưng mà nếu mà bạn mà thích cái phong cách mạnh mẽ, oversize một chút thì đeo 42,50mm cũng là hợp lý rồi. Và chính vì việc nó có cái núm screw down như này, cái núm khóa an toàn như này thì cái độ kháng nước của nó rất là tốt. Nó sẽ rơi khoảng 100m là chúng ta sẽ tương đối thoải mái khi mà đi mưa rồi. Cái phần dây này thì là thép không gỉ 316L, mình thấy nó rất là đặc đấy. Đó, nhưng mà hơi đáng tiếc là cái phần khóa này này thì nó lại không phải là khóa an toàn. Đấy, vẫn có dập logo Orient ở đây nhé. Phần đáy này thì cũng chỉ là phần đáy kín thôi các bạn ạ, chứ cũng không phải là đáy hở. Đấy, và mình cũng không hài lòng ở cái việc là cái đáy này của Orient này họ làm nó tương đối là không cân đối cho lắm. Kể cả logo Orient nó nằm như thế này thì nó sẽ hợp lý hơn. Ở phía sau này chúng ta sẽ có một số những thông tin nữa, ví dụ như là máy thì là máy Nhật rồi. Và chắc chắn là với máy Nhật thì máy cơ như này thì nó sẽ rất là bền bỉ, sửa chữa cũng rất là dễ dàng. Nhưng mà cái độ sai số thì nó sẽ rơi khoảng cộng trừ 15 đến cộng trừ 25 giây trong vòng một ngày. Đó, thường là khoảng một tuần là chúng ta sẽ chỉnh lại giờ một lần. Đó, chúng ta sẽ có những cái thông tin nữa về kháng nước 13 mà nãy mình cũng đã nói này, và thép không gỉ 316L. Nói chung là cái mẫu đồng hồ này nó hướng tới cái phong cách là trẻ trung, năng động, cũng như là theo thiên hướng nó hơi mạnh mẽ. Đấy, phù hợp với những quý ông nào mà theo thiên hướng là mạnh mẽ một chút. Và đặc biệt nữa là mình thấy là thích là những cái ô cửa sổ small second của nó này, kèm theo đó là dạ quang rất là sáng. Đấy, máy là máy cơ có lên cót tay, và cái việc lên cót tay thì rất là nhẹ nhàng. Các bạn cảm thấy sao về mẫu đồng hồ này ạ? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi. X-Watch, đồng hồ thật, giá trị thật.